Bé chó được chiều nhất hôm nay khi được bố mắc võng, mẹ hát ru cho ngủ. Bé nào lên võng chưa? Lẹ lên. Ừ. Tránh mẹ con tôi. Nhà có đứa con gái rượu, bố mẹ ai cũng cưng quá trời. Tối đến là bố lăn xăng la mắt mùng cho em ngủ. Nhà mình không khá giả hơn ai, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng nhất định không cho con nằm dưới đất. Nè con leo lên, nó nào? Leo lên, lẹ lên, má dịnh cho. Trời ơi, không dịnh cho, nhỏ leo lên, nhỏ leo, nhỏ té cái bịch. Rồi, vậy đi ngủ đi con. Cha, lấy cái đít nhé. Ừ. Trời 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 trời. Rồi má đưa võng nha. Rồi ngủ đi, lẹ lên, ngủ. Nằm xuống ngủ. Rồi ngủ đi. Bố mắc xong thì mẹ bế lên ngủ, ru cho tiểu thư nhà mình ngủ. Nhìn mặt bé cuốn sáng sủa vui vẻ thế kia, chắc chắn là cô chú chăm em kỹ lắm. Tụi con ước mơ đơn giản lắm cô chú ạ. Đầu thai vào nhà nào cũng được, chỉ cần được yêu thương như này là quá hạnh phúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.